Vào lúc 14 giờ 46 phút ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi Nhật Bản. Dư chấn sau đó đã gây ra sóng thần lan dọc bờ biển Nhật Bản và ít nhất 20 quốc gia, bao gồm những nước nằm dọc bờ biển phía tây của châu Mỹ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản sau đó ghi nhận cường độ của động đất ở mức 7 độ Richter tại miền Bắc tỉnh Miyagi, mức 6 độ Richter tại một số tỉnh khác và mức 5 độ Richter tại thủ đô Tokyo. Dữ liệu từ cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản ghi nhận có gần 15.900 người thiệt mạng, 6.152 người bị thương và 2.572 người mất tích tại 18 tỉnh bởi sóng thần và động đất. Hơn 125.000 công trình, bao gồm nhà ở, trường học, công sở, công trình công cộng bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. All across northern Japan, they felt it. A violent magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. It's from these vantage points on hills and in tall buildings that incredible footage was captured. In Kesanuma, people retreated to a high-rise rooftop and could only watch in horror as tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Seawater cascaded over sea walls and into cities. This video shows the water rushing over an 18-foot seawall into Kamaishi City. The seawall here was the world's deepest and largest, but not enough for the magnitude of the March 11 disaster. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the five largest recorded in the world. More than 28,000 people are confirmed dead or missing. New technology left an enormous amount of visual evidence for study in years to come, and can perhaps help us better understand the power of earthquakes and tsunamis and prevent loss of life.